chưa chịu. Em hỏi lại mày nói trả lời. Cưng nói với mấy đứa trong lớp lại bị rớt rồi hả? Ờ, nó nói với họ bạn thân tôi. Tụi nó có chúc mừng được cưng không? Nó cũng an ủi em lắm, nó mày chạy sao mà rớt dữ vậy. Thôi gán tuần sau đi rồi đi theo ra Tiết Ngân nó đi qua bển đăng ký rồi tụi nó đăng ký thì em vô em chạy thử lại. Tao nói lớp tao là tao rớt rồi. Cái chi quyền đó là đi lại trách nhiệm không đủ hay chạy. Cái thằng mình á, mình mới nói tao là Thanh Ngân mới vô bốc đầu. Thanh Ngân gì? Thanh Ngân mới vô bốc đầu. Bốc đầu là thôi rớt luôn hả? Ờ, nó qua rớt á. Cái nó nói à, Thanh Ngân mới vô. Tại thằng này nãy thì chung với qua cái nó mới nói Thanh Ngân mới vô bốc đầu. Em lo quá à. Nói chị em thôi sắp thi rồi em lo quá à. Mấy bạn này mới nhẹ. Tại vì em không chưa bao giờ ra đường mà em được chạy xe Honda. Mấy đứa này không cho em chạy. Mà không biết em thi em làm gì chắc cầm cho bằng cho chân chơi vậy á. Không, nhưng mà họ bạn không nó có em tổng. Nó tao dẫn cho tụi nó đi ăn, tao dẫn cho Kim Ngân đi ăn, còn Kim Ngân mà hay đậu quá thì nó bao tụi mình mà em không ý kiến gì trơn luôn nha, em chưa dám ý kiến gì hết. Em chỉ nói là em chỉ nói nó nói cái câu nào nó hay gớt, tại vì em hay gớt mà cho dẫn tụi em đi ăn á. Em nói mà câu đó nguyên đám bạn thân nó chỉ có một thằng có bằng lái thôi. À, nguyên đám là có một thằng có bằng lái thôi, rồi tới rồi giờ tới em á. Xong rồi cái giờ về cái em nói em mới về tới, ở vì mới thi xong run quá. Cái thằng kia hỏi giờ chắc còn bển, nhưng mà thật ra là thi sớm hơn dự định. Là nãy mua bánh trái đồ hết, là chuẩn bị là có đói bụng thì ăn, ở tới 11, 12 giờ có đói bụng thì ăn. Nhưng mà thi sớm hơn dự định, thi 9 rưỡi xong rồi. Xong rồi cái về cái em nói tụi nó em thi gớt, cái mới đầu tụi nó cũng không tin nữa. Xong cái nó bay qua nó hỏi em. Bay qua hỏi em. Em nói là giả bộ mày ngồi mày cầm điện thoại mày bộ. Để giả bộ rồi. Thôi khoan khoan. Xong rồi cái em mới nói là thi gớt rồi, cái hỏi rớt gì em nói rớt vòng số 8. Thi đậu lý thuyết tại vì trong lớp thì em học giỏi. Cho nên là nếu mà nói rớt lý thuyết thì nó đâu tin. Cho nên phải nói rớt thì thực hành tại vì tụi nó biết em chạy xe yếu. Sao em nói em rớt thực hành. Rồi em nói là em rớt 5 lần, chạy gán 5 lần nên không đủ điểm. Cái xong thì nó nói chạy sao mà gán 5 lần mắc lé là sao. Xong rồi nó nói là để thứ năm Tiết Ngân đi học bằng lái á, rồi kêu em đi qua bển á, chạy vòng số 8 thử rồi để thứ 7 qua thi. Ủa giờ thứ năm mình học thứ 7 mình thi luôn hả? Nó nghĩ hên xui nhưng mà nếu mà tụi tao mày hỏi ông nó đi cuối tuần thi á. Mày hỏi ông nó đi. Em như gục ngã. Còn bãi của mày kêu ăn hồi bị lộn đi. Nó nghe là theo cưng nha. Dạ. Theo cách nhìn nhận của cưng thì trong bốn đứa cưng á, dạ, cưng nghĩ đứa nào đẹp nhất? Em biết nữa, tại vì bố em xấu đều rồi đâu đứa nào đẹp đâu. Còn cưng không, giống như là cưng có một quan điểm chứ. Em không có quan điểm đứa nào đẹp đứa nào xấu á. Giống như chị ta ăn bận đúng không? Là cũng tiếng ngân chị ta ăn bận đẹp chụp hình lên đẹp. Đúng rồi, nó thì ăn bận thì cái kiểu mà ngầu. Còn cưng. Còn em thì ăn bận. Còn em thì ngầu hoa bánh bèo gì em cũng quất được hết á. Muốn bánh bèo có bánh bèo, muốn ngầu ngầu có ngầu, có bánh ít bánh tét bánh thỏi gì. Có hết. Bởi vì em là theo kiểu mà sẽ sang chảnh. Em thích là ra đường là mình sẽ sang chảnh lên luôn. Còn ở nhà thì sao cũng được, giống như tồi tàn vậy nè. Nhưng mà vẫn mặc áo hiệu nha mọi người. Hiệu gì vậy? Hiệu sắp bê. Còn qua với như là kiểu bận đồ hay kiểu bánh bèo. Nó không bao giờ nó bận đồ ngọt. Bánh bèo hả? Còn qua thì còn sẽ qua. Có nét tương đồng giống em. Qua thì bận qua thì ngầu. Bánh bèo được. Theo quá thiệt luôn á, qua mà đi chơi như mà bận đồ bánh bèo mà qua bận đồ ngầu. Nhìn qua với như quen. Qua với tính cầu đi chung nhìn cũng giống nữa. Kiểu như hai con đàn ông vậy hai. Mình mua không? Rồi hai em mua xong đi cạp bận cạp xong ra như hai đứa quen nhau mà hai đứa hai con đàn ông vậy á. Đầu hai đứa vuốt vậy nữa. Vì là tao với mày đi là mày như đàn ông, tao như gái. Nói chung là tụi em không mỗi có mỗi đứa có mỗi cái khác nhau. Đúng rồi, nhưng mà tụi em không ai đẹp hết. Đẹp nhưng mà đẹp. Không, nhưng mà bây giờ mà biết là mình không có đẹp rồi.
ví dụ xương qua đẹp tại vì đó da mặt không mụn này kia cái đẹp, còn Tiết Ngân, Kim Ngân thì có nét đẹp riêng khác nữa. Chị gì á? Chị thì chị thấy ngang Kim Ngân đẹp. Những lời nói của chị sẽ là bằng chứng chứ còn. Cưng có nghĩ là cưng đẹp không? Không. Tự nhiên rồi, nó nghĩ em đẹp. Nhưng mà ăn kế còn đẹp hình lên nhìn đẹp lắm ai. Dạ hả? Đúng rồi, chị con lên hình là ăn ảnh lắm. Đâu cho chị coi ảnh thử coi. Ngại quá à. Ờ, ngại gì? Ngại như là phái đúng không? Đúng rồi. Tấm nèo quá nha. Phái quá. Tấm nèo là tấm nèo. Cái tấm mới đẹp. Ôi, cái tấm mới đẹp. Thì cái tấm gần đây đó. Đâu? Gần đây là trên đây. Ờ, gì quá chụp hình vậy? Trời ơi, từ từ ha. Một ngày con chụp nhiêu tấm mà sao quá trời nhỉ? Em có chụp. Mỗi lần chụp là một album. Mỗi lần chụp là rất là nhiều. Ôi trời, mở đại đi rồi cần lựa nữa. Lựa tấm nào đẹp nữa chứ. Trời ơi. Em sẽ chụp hình kiểu dày. Chụp ngay đâu hả? Dạ, ở bên quán phố, ở bên khu đô thị mới á. Vậy hả? À, nhìn giống con nhà giàu dễ sợ luôn á. Đúng rồi, nói rồi, đủ với sang chảnh cổ nhà dạ. Em vậy là nhìn, được rồi. Nhìn y như con nhà giàu luôn á. Nhà giàu là cực phẩm của thế giới luôn á. Phải không? Nhà xa cứu đường, miễn sao ra đường là đường. Ra đường là phải làm nở mặt nở mày. Nở mặt nở mày với thiên hạ hả? Dạ. Cái với này... bà con hàng xóm và nhà trai nhà gái hay họ hai bên hả? Dạ đúng rồi. Có đang với qua nữa. Để em cho hai con mấy tấm hình gần đây nha. Hay đừng có quá sốc vì độ sốc ảo của em. Sao chị sốc ảo? Tại kiểu em ăn ảnh á, cha người ta nói là ăn ảnh là sẽ khổ lắm. Bự. Anh yêu bao nhiêu ạ? Ôi mắc lắm anh yêu bao nhiêu? Mắc lắm. Mắc lắm. Tấm này có bụng mắt. Mày chỉnh cái gì? Không, tao nhẽ mắt được, tao nhẽ bọc mắt được. Cái bọc mắt của tao không được, tại đây nè. Mắt sâu quá, tao nhẽ quá. Tao bắt á, tao bắt từ đây nè. Tao bắt lên đây rồi xong tao ở đâu á, tao nhẽ mắt tắn vô. Tại vì con mắt của tao cái bọng nó nhỏ ngay đây nè, nhìn ngay cái đầu rồi ha. Nó quá nhỏ, không nhẽ bọc được. Mày có, mày cười lên có bọc mắt. Tao cười lên thì có. Nên tao sẽ chụp, tao sẽ hằng một mắt. Nhìn mắt tao sẽ mà... được hơn. Bà đồng ý mà tao phải chịu. Là xin cho. Có thì nó biết cái mậu. Nghe không? Nó không biết chứ. Ôi vậy hả? Đừng mẹ. Đừng. Trời làm cái gì khóa lắm. Nó là bật qua thôi nên là nó tự thôi. Nó nói là ngon, nó trả lời hả? Thì cũng được. Em có một bờ mũi cao lắm mọi người. Đầu mũi hả? Một cái mũi cánh mũi cao lắm. Em được di chuyển từ bố em. Đem cho mọi người coi hình cước của ba mẹ. Ok. Ok yeah, come on baby. Em sẽ kiếm tấm hình em lúc bé hai coi nha. Nhỏ xíu luôn. Mới đẻ. Em đẻo từ bé. Có tấm nào ở trùng không? Dạ không. Nè. Cái mặt đẻo dữ hả? Trời, tự nhiên không biết đâu em cười đẻo gì nữa. Hôm qua thấy hả? Mặt đẻo thấy sợ luôn á. Mọi người đừng cắt màn hình lại nha. Dữ mà. Hai biết nhất nhật thiệt chứ. Nhất nhật cái nha. Cái này hồi năm lớp 10 em tóc dài. Em tóc dài lắm. Tối qua đây ngủ với ba đi. Hả? Tối hình mẹ qua đây ngủ với ba đi. Nó đạp em không? Nó có dậy không ai? Nó có dậy nữa không? Hả? Nó mở mắt ra nữa không? Nó mở mắt ra như bọn nữa không? Chui. Chị không đảm bảo. Chị hai không đảm bảo. Cái mô tưa này là hôm qua là thử là đã chạy rồi, nhưng mà tối quá cho nên là gắn không kịp. Thì bữa nay là tiếp tục gắn. Thì cái này là ống BBC.
Còn cái ống này là ống HDPE. Đó, thì giờ nói từ cái ống này qua cái ống này, đang xài cái ống này cho nó bền. Cái ống này với cái ống này thì giá bằng nhau luôn á. Giá nó muốn ngang ngửa nhau, sai xích có một. Xuống đất thì không sao, mà mình để khơi lên mặt đất thì không bền bằng cái ống này. Cho nên giờ Khánh làm cái ống nói này, chuyển qua cái ống này để làm cái cây cho nó bền. Cái này là một cái đầu găng trong và một cái đầu găng ngoài, để mình nói giữa hai cái ống này với ống kia lại với nhau. Giờ Khánh cũng thất nghiệp rồi, giờ chuyển nghề qua học cái nghề điện nước này luôn. Đặng mai mốt mình ví dụ như hơi trục trặc gì thì Khánh Khánh cũng biết đường đi ra tiệm, mình biết đường nói với người ta là mình cần mua cái gì với cái gì, đặng mình có thể thay được thì mình tự thay, không thay được thì mình cũng biết đường mình đi mua, mình cũng biết kêu nó là cái gì. Chứ nhiều khi Khánh là con gái á, Khánh không biết nó là cái gì luôn. Vô, có hai đầu găng lận hả? Ừ, vô keo lụa dặn cho nó chắc phải không? Có, cho nó một phần là chắc, một phần là cho nó đừng có rỉ nước. Mà cái khúc này là mình không dán keo được đúng không? Không, mình chỉ quấn cái này thôi. Giờ tưới cây thì tưới nước dũng nó sẽ tốt hơn là tưới nước máy, cho nên là nước dũng mà không có bị mặn thì Khánh sẽ tưới nước dũng. Đó, mưa tư bạn cho thì cũng đỡ một chút, đỡ phải xách, ngày nào cũng xách xách không nổi. Mấy cái chuyện này thì đáng lẽ là chuyện của con trai, nhưng mà Khánh cũng rất là nhiều chuyện. Nhưng món con trai nói chuyện mình nghe mình cũng hiểu nha, Khánh học. Nhưng mà cái này là quan trọng lắm, rất có nhiều bạn thì chưa làm thì không biết đổi làm sao. Vậy cái này thí dụ như môi mốt em muốn tháo ra thì em chỉ dặn cái răng ngoài, răng trong thôi. Nè, dặn cái răng ra. Tháo sữa thì dặn cái này nè. Cái ống này là ống 25, còn ống này? Ống này là ống 27. Có nghĩa là hai cái size ống đó sẽ không bao giờ trùng nhau. Còn răng này là răng ha mấy? Răng này răng 27, răng ngoài 27, bên đây là răng trong 27. Giờ Khánh nói cho cái ống nướng cho nó vô tông luôn. Giờ mình phải đào lên. Cái này thì cũng dễ dưới là cát. Cái này là mộng dừa. Rễ cây thì nó cũng chưa có. Không nói có trắng trắng mà. Mình đục cái lỗ dưới này, cái là mình luồn cái ống nước đi lên là nó tự nó tưới cho mình luôn. Ủa, tưới một lần vậy là tưới được 2 cây, 3 cây, 5 cây hay là 1 cây anh? Lần vậy phải không? Cho nó chảy công suất trong điện. Nó có bê tông. Có. Đổ thí nè. Cái cát đó rồi nè, thấy không? Nó xuống rồi đó. Nó hay không? Hay quá. Đó, nở rồi. Quá người ơi. Bây giờ mình sẽ đổi cái đầu ống HDPE này vô trong đây rồi đổi lên cái ống nhựa bình minh luôn phải không? Ừ. Cho nó cua vô đây phải không? Ừ. Mình xài cái đầu này không hả? Răng trong răng ngoài. Mình đi cái ống này thì được cái là nó bền. Nó mình xài được lâu, nhưng mà có cái mình cực có một cái là cái đầu này nè,
mình phải mua thêm hai thứ lận. Ống nhựa kia thì mình xài có một cái co thôi. Ống này là ống 25 nè. Cái găng này là găng ngoài 27 nè. Cái này là nối giữa găng ngoài với lại găng trong. Đây là găng trong nối qua ống bình minh. Ống 20 ống 27 luôn hả anh Linh? Ừ. Nối qua ống 27 hả? Ừ. Thì chỉ có thợ điện mới biết tên của cái mấy món tên mấy cái món hàng này thôi, chứ khách này khách không biết kêu bằng gì luôn. Này mới biết. Nhưng mà khi mình đi nước thớt á thì mình phải đi là hai cái lơi. Vậy thì sau này tóc, tai hay là cái gì đó rớt xuống thì nó sẽ dễ dàng nó thớt, chứ nó không có bị nghẹt ra lại. Khánh học được chút xíu này rồi đó. Này là anh gắn cái này là gắn cái co. Để gắn co luôn. Tại vì thấy là này là nước cắt nên là co. Gắn cái co. Vừa nói ống rồi. Anh cao tới đâu ạ? Anh cho nó cao tới đâu ạ? Cao tới trên đó thôi. Rồi đặt cái quan kho qua. Cao không? Cao nhiều không? Không nhiều, nhưng mà cho lên cửa hồi tính. Cao thiếu thì chết ạ. Cái đầu ống này mình kêu là gì vậy? Cái đầu nói hay kêu bằng cái đầu trâm? Đầu gì? Cái đầu trâm. Đầu trâm anh Hùng nói là tiếng Pháp ai biết đâu. Mà cây nào thẳng cũng có cái đầu đó hết hả? Đúng rồi. Không có à, chỉ có cây bình minh mới có, chứ còn cây HDBO với cây nước nóng đâu có. Rồi. Kết nối hai cái này lại với nhau.